Xin chào quý độc giả của báo điện tử Dân Trí. Tôi đang ngồi trước huấn luyện viên Mai Đức Chung, người hùng của bóng đá Việt Nam, người vừa giúp đội tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games. Chúng ta sẽ trao đổi với huấn luyện viên Mai Đức Chung về SEA Games và về hành trình sắp tới của đội tuyển. Dạ. Vâng. Có lẽ là cảm ơn anh nói tôi người hùng. Vâng. Có lẽ là đây là cái công lao của tập thể đội tuyển bóng đá chúng tôi, có sự đồng hành của mọi người hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước, và đặc biệt là của các lãnh đạo của chính phủ đất nước của chúng ta đã quan tâm, cũng như là mọi người du lịch, đặc biệt là người ta liên đoàn bóng đá Việt Nam và các phóng viên đài báo tất cả trong ngoài nước đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều trong những năm vừa qua. Chúng tôi cũng có những kinh nghiệm xin cảm ơn người hâm mộ bóng đá nữ trên cả nước và nước ngoài. Không chỉ là phóng viên trong nước mà quan tâm tới đội tuyển đâu. Hôm qua tôi có nói chuyện với phóng viên người Anh. Chúng ta có hỏi là phóng viên Mai Đức Chung của các bạn, của mình là tuyển chúng ta có đến World Cup hay không, thì họ rất quan tâm. Vậy thì không có thể nói gì về hành trình sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup, có sẵn sàng là nó bất ngờ không? Vâng, hành trình của chúng tôi đến World Cup ấy là chúng tôi đã có một cái kế hoạch từ năm ngoái, từ cuối năm ngoái 2022 cơ, và tháng 6 này chúng tôi sẽ sang trước một ít ngày để chúng tôi thi đấu với đội New Zealand, đội Tây Ban Nha. Bên đó đấy là cái hành trình mà phải nói là rất là vĩ đại để đội tuyển nữ chúng tôi đã đoàn kết, đã quyết tâm và thi đấu hết sức mình để chúng ta mới có được một cái góp mặt ở trong World Cup bóng đá nữ thế giới tới đây. Tôi nghĩ là cái này ấy là cái hy sinh rất là gian khổ của những vận động viên phụ nữ, của những người phụ nữ bóng đá Việt Nam chúng ta mới có được cái thành tích này, và chúng tôi ghi nhận những cái thành tích đó và xin chân thành cảm ơn đặc biệt đến những vận động viên, đến ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ chúng ta đã có một cái sự cống hiến lớn lao. Một câu hỏi nữa là quay trở lại với bóng đá Đông Nam Á, thì Philippines đang tiến bộ, Thái Lan đang thay đổi lực lượng, thì ông nghĩ sao trong những năm tới thì tương quan giữa ba đội Việt Nam, Philippines, Thái Lan sẽ như thế nào? Vâng, có lẽ là từ trước đến nay thì là chúng ta có Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, và ba cái đối thủ đó liên tục là thay nhau vô địch. Và tới đây là chúng ta lại có Philippines nữa. Đấy là chúng ta là có bốn người để tranh cái ngôi hồng của Đông Nam Á này. Phải nói là càng ngày càng khó khăn với tất cả các đội tuyển, chứ tôi không nghĩ là đến Việt Nam chúng ta đâu. Thái Lan cũng khó khăn, rồi Myanmar khó khăn, và đặc biệt là Philippines, người ta làm một cái công việc là người ta thu thập các vận động viên nước ngoài về để thi đấu. Đấy cũng là một cách làm của người ta, nhưng tôi nghĩ đấy là một người làm. Đấy, và luôn phải gọi những vận động viên ở nước ngoài về, người ta có điều kiện, có cái điều kiện mới về được thi đấu, mà nếu không có điều kiện thì người ta không về được, mà chúng ta phải đào tạo những vận động viên trong nước. Tôi nghĩ đấy là cái cốt lõi nhất. Thế và đây là một cái thành tích để cho các vận động viên bóng đá nữ của chúng tôi, nhất là các cháu nhỏ, các em nhỏ phấn đấu nhiều hơn nữa để mà góp mặt và bổ sung thêm cho đội tuyển nữ chúng tôi, làm sao để cho nó giàu thêm thành tích. Thế và tôi tới đây đội Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho chúng tôi đi tập huấn tại Đức và Ba Lan, thì rõ ràng là những cái trận tập huấn này thì rất bổ ích cho bóng đá nữ chúng ta để tiếp xúc với những vận động viên châu Âu. Thì khi chúng ta quay về đây mà gặp Philippines thì chúng ta không thể ngại hơn gì cả. Một lần nữa là xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã thành công vào ngày hôm qua. Xin chúc chú và các cô gái Việt Nam thành công ở World Cup sắp tới. Xin cảm ơn.